mình đội hình dẫn đông đang đội hình răng lẻ đang xuống ngựa tại đây. Anh em cho mình chú ý Kiều chui xuống hẳn cho ạ. Hiện nay hai kiểu của mình anh cả răng nẻ và răng đông đang ngựa tới đây. Chúng tôi rất muốn kiểu bắt cống của mình cùng ngựa xuống để tiếp khách, sau đó chúng ta lại ngay để tiến các anh cả hội quân. Hiện nay kiểu bắt cống của Hiếu đã di chuyển, đội phân của hỗ trợ theo kiểu của Hiếu chúng ta, ai ở đội phân chúng ta đi theo để làm nhiệm vụ bảo vệ. Phân công đi hồi đây các kiểu chúng ta tập trung chú ý cho những các kinh nghiệm như rồi chúng ta đi theo ngay để không để các đội bạn chúng ta có lẽ vào đường đấy đánh tay. Bây giờ là kiệu ở bên dạng đông người đã sang bên này rồi. Anh em tôi đưa vào trong đình nghỉ tôi chưa thích ở ngay bảo vệ. Rất là nhiều kiệu đã ngủ ở đây. Và ngày hôm nay ban tổ chức đường Giảng Đông đang xin phép để được rất nhiều thánh lên đường. Xin mời và ban tổ chức đưa đường Giảng Đông ra để dự lễ điều này. Rất nhiều các đơn vị của Giảng Đông với 3 vị trí để chuẩn bị. Đi ra ngoài điều 1, 5, 11 và 19. Anh em chuẩn bị. Đây là Kiều quận Hiếu nào. Anh em hàng B của răng lẻ vào được hướng hết hoặc hoàn tất cách đứng ngoài bảo vệ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Của chùa hiện nay đang ủng hộ rất nhiều triệu. Vâng, những bàn chào mà chia tay để nói rất nhiều cảm xúc. Quý vị hãy lớn lên thật to để sau đó là người đồng hương làm việc của các người nhà. 2 Hiếu cho các vị một sân chơi. Đây là môn mình của các ông đang phát triển ở bên ngoài hỗ trợ cho. Vâng. Và cái bóng tối của mình các ông đang quay trở lại. Vâng, anh chia tay để nói tôi rất nhiều ý nghĩa. Không ai muốn về cả. Điền dịp sau nhiều năm bây giờ tổ chức này, các ngài đang điền dịp sau thế mới dưới đây. Và từ khi nhất của phần tiêu nước hiện nay các tiểu ban đang phục vụ cho việc đang điều rất vất vả. Của phần tiêu nước cố gắng như thế nào để đưa nước cho anh em. Các chị các mẹ để giúp đâu ạ. Lúc này chúng ta không là người đứng xem mà ta là người đang làm nhiệm vụ, mà nước là tiếp nước thì con em của mình đang làm nhiệm vụ đi ạ. Anh em đang mà biết đang rất cần nước mà chúng tôi chưa thấy ai chuyển nước ra. Các chị đang nhận nhiệm vụ đi. Ở khu vực cửa chùa bảo vệ giúp chúng tôi. Kiểu 2 hỗ trợ, kiểu 1 các công. Kiểu các công hỗ trợ rồi dân chùa dân. nay ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Diệu Đình Cáo, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban tổ chức lễ hội xuân 2023 của tỉnh Giang Thể xin có ý kiến. Kính thưa toàn thể, ngay về các cụ tổ dân phố Yên Phúc và ban tổ chức lễ hội tổ dân phố Yên Phúc, rất vinh dự cho ban tổ chức lễ hội tổ dân phố Giang Thể năm nay được toàn thể ban tổ chức tổ dân phố Yên Phúc và toàn thể nhà cộng đồng dân đón tiếp đoàn chất kiệu của tổ dân phố Giang Thể về với ông già và nay lại về đình Yên Phúc. Thì thay mặt ban tổ chức lễ hội tổ dân phố Giang Thể, không biết nói gì, xin cảm ơn toàn thể ban tổ chức lễ hội tổ dân phố Yên Phúc và toàn thể nhà cộng đồng dân tổ dân phố Phúc nơi kính chúc sức khỏe, vạn sự như ý và thành công ạ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin được trân trọng cảm ơn và chúng ta cũng chúc cho đoàn thượng nọ bình an một cháu đứa to quý vị ơi. Bây giờ xin mời tất cả các tiểu ban của Giang Thể chuẩn bị để chúng ta tiếp tục hành trình của mình. Tất cả các tiểu ban phố lễ hội của Giang Thể chúng ta di chuyển ra ngoài, duy nhất quận Hàng Đô ở lại. Anh em buổi chiều Giang Thể chú ý kiệu 1 501 và vị trí chuẩn bị ngay khẩu lệnh, ai cầm chống khẩu quân Hàng Đô chú ý kiệu 1 501 và vị trí chuẩn bị khởi kiệu quân cao anh quý vị. Bỏ chân, thu chân kiệu vào. Hỗ trợ cho điều 2, hỗ trợ cho điều 1. Udah, Mas Yoga.